Xin chào, đây là bạn Chổi và bạn Hốt Rác. Hôm nay mình sẽ tự quét nhà, việc gì mình cũng tự làm được. Đầu tiên là quét sạch chân bàn nhé, sạch bông, sạch bông. Dọn dẹp nào. Sau đó làm quét dọn bàn học nhé. Quét nhà vui hơn mình nghĩ nhiều. La la la. Vừa dọn dẹp vừa nhảy với các bạn theo điệu nhạc nào. Góc nhà nhiều rác quá đi mất. Siêu nhân quét nhà Maru đây. Tèn tèn. Dọn đến nhà bếp rồi. Mệt quá, mình ngồi nghỉ chút đã. Măm măm, bánh ngon ghê. Không được rồi, vũng bánh lúc nãy ăn rơi trên sàn nhà làm các bạn kiến kéo đến mất rồi. Làm sao quét tiếp được đây? Các bạn đi ra chỗ khác được không? Tớ còn phải quét nhà nữa. Hình như không ai nghe mình nói nhỉ. Được rồi, về để Meru mang vũng bánh ra ngoài sân cho các bạn nhé. Các bạn kiến ơi, mau đi theo mình nào. Vẫy tay, vẫy tay. Các bạn kiến liền theo Maru ra ngoài sân. Các bạn kiến thật đáng yêu nhỉ. Giờ thì quay lại dọn dẹp nào. Không, chúng ta muốn chơi tiếp cơ. Đừng lười nữa, quét nhà thôi, quét nhà thôi. Phù, cuối cùng thì cũng đã dọn dẹp xong rồi. Đổ nốt rác vào thùng là hoàn thành nhiệm vụ. Nhà sạch thật là thoải mái quá các bạn ơi.